Theo một thông cáo báo chí phát đi hôm nay Bộ Xây dựng cho biết, vào chiều qua Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã lập biên bản hành vi vòi tiền của đoàn thanh tra Bộ Xây dựng khi đoàn này tiến hành thanh kiểm tra công tác xây dựng cơ bản của huyện Vĩnh Tường. Hiện Công an Vĩnh Tường đang tạm giữ 5 người liên quan đến vụ việc trên. Lãnh đạo Bộ Xây dựng ghi nhận đang có một đoàn thanh tra về công tác quy hoạch trên địa bàn huyện Vĩnh Tường theo kế hoạch được Bộ trưởng phê duyệt. Hiện nay thì Bộ đang chỉ đạo thanh tra bộ phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, nắm bắt tình hình sau khi có kết quả kết luận chính thức của cơ quan chức năng, Bộ Xây dựng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật không bao che những cá nhân để xảy ra vi phạm